Con bây giờ các con tắt đấy nhá, tắt âm thanh nhá. Chào bạn mèo, tớ đi đây. Hôm trước là chúng ta làm quen với con mèo đúng không nào? Làm quen với con mèo này là nhân vật này. Chúng ta đã biết cách cho mèo nói bằng cả hai cách. Bằng cái cách là chúng ta dùng cái lệnh say, thì nó có hai lệnh say. Thì hai cái lệnh này là mèo sẽ nói ra ở trên miệng mèo đấy. Và cái lệnh nữa là cái lệnh âm thanh. Chúng ta có thể thu âm âm thanh. Thu âm âm thanh và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là play sound hoặc là start sound để chúng ta cho mèo nói chuyện và cũng như là cho các nhân vật khác. Thì bác nói qua các cháu con một chút thì nó có khác nhau giữa hai lệnh này nhé. Cái lệnh say và chờ 2 giây và say không như này thì khác nhau như thế nào? Và cái lệnh âm thanh thì lệnh play sound ẩn thì đăng như thế này và lệnh start sound thì khác nhau như nào? Thì khác nhau như này nhé. Bạn làm lần nữa để các con chú ý. Cái bài tập vừa rồi mà bác đưa về nhà con ấy thì các con chung cũng làm được cả, nhưng mà đa số các con là nhiều con là bị nhầm lẫn giữa hai cái những lệnh này, nên mà là nó không, khi con làm bài nó không chuẩn xác hoàn toàn, nó không đúng hoàn toàn theo kịch bản. Đó, con chú ý nhé. Cái lệnh say này là cái lệnh mà khi mà chúng ta cho mèo nói như là đây, mèo nói là hello nhé, thì khi mà ra lệnh xong thì lập tức là chuyển sang lệnh thứ hai ngay, sau đó ngay, và chữ hello này hiện trên màn hình mãi mãi trên khi mà mèo mãi mãi cho đến khi mà có lệnh khác đè lên nhé. Còn cái lệnh say này thì khác hẳn. Cái lệnh say này là vẫn là mèo nói chữ hello thôi, nhưng mà lệnh đó sẽ thực hiện mèo nói và chờ cho đến khi 2 phút. Sau 2 phút thì lệnh dừng lại và chuyển sang lệnh tiếp theo. Vậy hai lệnh này là nó khác nhau nhé. Lệnh say này là có một độ dừng để sang lệnh tiếp theo là không nói nữa. Còn lệnh này là sẽ nói mãi và chuyển ngay sang lệnh tiếp theo. Còn hai lệnh âm thanh thì lệnh này là phát âm thanh và chuyển ngay sang lệnh tiếp theo. Như vậy là như lệnh để như này và để như này thì hai cái sẽ để như này và để như này thì hai cái sẽ hiện đồng thời. Đó. Để như này thì là âm thanh và tiếng nói sẽ làm đồng thời. Còn cái này khác hẳn. Cái này là phát âm thanh nhưng mà đợi âm thanh mà kết thúc thì mới sang lệnh thứ hai. Đó, sang lệnh tiếp theo. Cho nên có điểm khác biệt nhé. Cho nên là ví dụ như khi mà bác muốn nói là như thế này, cho mèo nói, cho mèo hát, hát xong rồi thì mèo mới nói, thì làm lệnh này. Mèo hát xong rồi thì mới nói. Được chưa? Bây giờ muốn cho mèo là vừa hát vừa nói thì làm thế nào? Chúng ta phải làm dụng lệnh này. Đây, mèo vừa hát vừa nói thì như thế này. Đó. Bây giờ muốn là mèo nói trong vòng 2 giây sau đó mới hát thì như thế này. Đây. Mèo nói trong 2 giây sau đó thì mới hát thì như thế này. Đó, là chú ý nhất. Tức là bốn lệnh thôi, nhưng chúng ta phải chú ý và cái cách thiện của nó để ta chú ý là đặt vào cái trường hợp là đặt cho nó vào đúng thứ tự thì nó mới chuẩn xác, được chưa? Đó, thì đó là cái buổi hôm trước nhé. Thì các con làm bài là đều là tốt cả, không có gì cả. Bác thấy là nói chung cả lớp mình là làm được. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài hôm nay nhé. Bài hôm nay là bắt đầu khó hơn rồi đấy, mà bắt đầu rất là hay, các con chú ý nhé. Thế bây giờ này, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với con mèo. Thế bây giờ này, các bạn biết rồi là có cái lệnh là mèo di chuyển về phía trước 10 bước. Mặc định là 10 bước, chúng ta có thể gõ nhiều hơn. Nhưng bây giờ tôi gõ là bấm lên này. Đấy là các bạn thấy không? Mèo đang chạy lên 10 bước này. 10 bước rất là ngắn. Thế bây giờ giả sử bác để đây là gõ đây là 1.000 bước thì chúng ta thấy như nào?
thì mèo chạy về đâu? Đấy thử nhá. Đấy, mèo là mất hút ra khỏi màn hình thế không nào? Và có mấy đuôi thò ở đây thôi. Chúng ta có thể kéo lại như này. Đó. Thì như vậy là cái màn hình nó hữu hạn, cho nên là khi chúng ta gõ một cái số rất lớn như này thì mèo sẽ chạy ra khỏi màn hình, được không nào? Thế thì câu hỏi của chúng ta là vậy màn hình đó là cái màn hình này là hình chữ nhật, đúng không nào? Thì màn hình này là chiều rộng là bao nhiêu bước và chiều cao là bao nhiêu bước? Đó. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với chuyện này nhé. Thì bây giờ chúng ta chú ý này, câu trả lời như sau này. Cái màn hình mà con làm việc ấy, chúng ta luôn nhớ nhé, chiều rộng của màn hình là 480 bước, con ghi nhớ nhé. Con có thể ghi ở giấy mà nhớ mãi. Cái chiều rộng của màn hình là chỉ là 480 bước thôi. Chiều cao là bao nhiêu bước? Chiều cao là 360 bước. Đó. 360 bước. Chiều rộng là 480, như vậy là kích thước của cái sân khấu đây này là 480 nhân với 360. Còn chú ý nhé, như vậy khi mà đây bác vừa để cái con số là ví dụ như 500 là nó vừa ra ngoài rồi, 500 vì chiều rộng của cái màn hình này, chiều rộng nó chỉ là 480 thôi mà ta gọi 500 là nó vượt qua rồi, đây nó vượt ra khỏi màn hình rồi, thì vượt qua rồi, nhưng mà cái thằng Scratch này nó không cho mèo mất hết mà nó cho con mèo là mọi con vật khi chúng ta đẩy ra ngoài màn hình ấy, thì nó sẽ thò lại cái đuôi ở đây này. Thế này thôi, nhưng mà chứng tỏ là mèo nó ra khỏi màn hình rồi. Đấy, thì chúng ta cũng có thể kéo lại như này. Đó, chú ý nhé. Đấy, thế như vậy là chúng ta chú ý là kích thước của sân khấu là 480 và 360. Thế bây giờ để chỉ cái vị trí của mèo chúng ta cần cái gì? Đấy, thì bây giờ chúng ta chú ý nhé. Bây giờ bác sẽ chia sẻ thêm một chút nữa để chúng ta hình dung cái đây, chúng bây giờ bác vẽ vào cái chuyển thành hình này và chúng ta sẽ cùng quan sát nhé. Đây, được chưa? Thì ở đây nhé, thì là đây có hình để bác có thể vẽ nhé. Đây, như vậy là chúng ta vẽ màn hình như thế này, đúng không? Màn hình của chúng ta là vẽ là như thế này. Thì bác muốn vẽ thêm vào như thế này. Đấy, được chưa? Nhá, và bác vẽ thêm này, giờ chúng ta có hình dung được nó là hơi. Bác dùng cái này bác vẽ nhanh nhanh nhé. Xóa đường lại nhé. Xóa tất cả bản vẽ này, bây bác vẽ lại này. Dùng là vẽ lại nó nhanh nhé. Đó. Kích thước của sân khấu là gì? Là cái chiều ngang này là 480 và chiều cao là 360. Các con đã hiểu chưa? Nhá. Nhưng mà bây giờ để mô tả cái vị trí của con vật trên màn hình thì thằng Scratch điều khiển như thế nào thì chúng ta chú ý nhá. Thì ở giữa tâm của cái màn hình này thì nó có một cái điểm ở giữa tâm này. Có một cái điểm nó nằm ở giữa tâm của cái hình này luôn nhá. Này, khá như thế nhá. Ôi, giữa tâm này nó là cái điểm. Thì cái điểm này là cái gì? Thì điểm này nó làm cái điểm tâm, nó gọi là tâm của một cái tọa trục tọa độ. Thì như sau nhá. Thì trên màn hình nó sẽ có thực chất là nó có một cái tọa độ như thế này, để chúng ta bác vẽ cho con xem nhá. Nó có một cái đường ngang như thế này. Đường ngang như thế này. Và nó có một cái đường dọc nữa. Có một cái đường dọc dọc lên này nữa. Đó. Nhá. Thì như sau này chúng ta chú ý nhá. Chú ý như này nhá. Thế thì mọi cái vị trí của con mèo ở đây này, hay con bất cứ cái gì là vị trí của mọi cái điểm trên màn hình ý, nó được xác định bởi hai con số, nó gọi là hai cái tọa độ. Một là tọa độ tính đến cái điểm tính đến cái chiều ngang này này, tính đến cái trục này. Thì cái tọa độ nó gọi là x gì, con chú ý nhá, gọi là tọa độ x gì. Còn tọa độ đến cái điểm dưới này, đến cái trục dọc này, trục ngang này, thì nó gọi là tọa độ, nó gọi là tọa độ y. Như vậy là mỗi một điểm trên màn hình này, nó ở trên màn hình nó xác định bởi hai con số, nó gọi là tọa độ của cái con vật đó, tọa độ của mặt phẳng hay tọa độ của cái điểm đó, hay của con mèo, của con gì đó trên màn hình.
Con chú ý cái phần này là phần khó đó nhé. Cái phần này là cái phần về 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 mặt là kiến thức toán học ấy, là nó vượt quá kiến thức của cấp 1 luôn ấy. Từ lên cái con lên cấp 2 lên lên lớp 6 thì mình học đến khái niệm là tọa độ, đến học được khái niệm mà phức tạp hơn, còn với học chưa có. Nhưng mà học cái SCAD này thì bắt buộc phải biết cái này. Cho nên là hôm nay là bác nói cho con sơ qua về cái mô hình gọi là cái tọa độ mặt phẳng của cái em của cái màn hình sân khấu mà con phải điều khiển con vật nhé. Thì cái tại cái vị trí này, vị trí giữa này, tọa độ x sẽ bằng 0, y bằng 0, vì tọa độ, vì nó khoảng cách đến cái trục trục đứng là bằng 0, x bằng 0. Tọa độ đến trục ngang là bằng 0, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Bây giờ bác sẽ quay lại cái hình này cho chúng ta xem nhé. X là chiều ngang, còn y chiều dọc đúng không thầy? Đúng thế nhá. Thì khi mà chúng ta ra một cái lệnh, ví dụ như là chúng ta là kéo là nhanh quá nhé, bây giờ mèo ở đây nhé, bây giờ bác cho đi đi là về phía trước là 10 bước, 100 bước đúng không? Đấy, tới đây. Thế bây giờ chúng ta muốn cho mèo đi lùi thì làm thế nào? Thì chúng ta gõ là trừ trừ 100 nhá. Như vậy là khi gõ gõ là chuyển về phía trước và âm, tức là trừ 100 thì mày đi lùi, thấy không nào, đi lùi này, đó đi lùi nhé. Còn là một số là không không có dấu trừ phía trước, ví dụ như là 20 chẳng hạn, gọi là 20 nhé, 20 nhé, thì tiến đi phía trước, được chưa? Như vậy là gõ một cái số mà là không có gì cả thì là một số bình thường, thì ta hiểu là tiến đi phía trước. Còn có một số con số trừ ở phía trước thì nó là gì, là nó đi lùi. Thì ở trong toán học thì người ta nói là cái số mà đi về phía trước người ta gọi là số dương. Như vậy là số 5, số 10, số 15 là số dương. Bạn nào, bạn Huy Vũ là bạn nào đây? Huy Vũ đừng nghịch như Huy nhá. Huy Vũ là ai nhỉ? Đừng nghịch màn hình nhá. Như vậy là gì? Khi mà ta gõ một cái số bước đi mà là một số dương ấy, ta không có số trừ ở đằng trước ấy thì là tiến đi phía trước. Còn có số trừ ở đằng trước thì nên lùi. Thì khi có số trừ thì người ta gọi là số âm. Con chú ý nhá. Nhưng mà cái chỗ này là cái kiến thức này là nó vượt qua kiến thức của tiểu học, nhưng con vẫn có thể hiểu được nhá. Như vậy là cái tọa độ của một cái con mèo ở đây này tùy thuộc vào cái vị trí của nó so với trục x và trục y, thì người ta sẽ là hai cái loại x và y. Nếu x thì là một số dương ấy, tức là nó ở bên phải cái trục y. Nhưng mà cái trục thẳng đứng là trục y này, nhưng mà x thì mà là âm thì nó ở bên trái, cái trục y. Còn là y ngược lại với y, nhưng mà y nằm nằm phía trên cái trục trục x gì thì nó là y, nó bằng thì y nó là dương, còn dưới thì y nó là âm. Âm tức là nó thật là nó đi lùi, được chưa nào? Đó thì bây giờ các con chú ý nhá. Con nhìn con mèo này, con nhìn thấy ở đây nó có hai con số không nào? Đây, đây chính là tọa độ x của mèo này, đây là tọa độ y của mèo này, thấy không nào? Bây giờ chúng ta kéo thả nhé, đây này, lập tức là đây là 59, 46 là cái gì đây? Tức là 59 là khoảng cách của con mèo đến trục x là đến cái trục này này, đến cái trục mà thẳng đứng cái này. Đấy. Còn y là khoảng cách của mèo đến cái trục ngang này ở giữa đây. Còn ở giữa tâm, ở giữa chính tâm ở đây là mèo bằng không. Được thì bác chú ý ở trong trong SCAD có một lệnh là lệnh go to xy, là lệnh là di chuyển đến cái tọa độ là như nào. Bây giờ bác để đây là số 0 này. Số 0 thì mèo sẽ di chuyển đi vị trí tâm của cái hình của sân khấu. Ta nháy thử vào đây nhé. Đó, đây mèo ở tâm này, đây là 0 0, con thấy không nào? Thấy chưa? Thì các bạn chú ý nhé. Bây giờ chúng ta di chuyển đến vị trí mà x thì là dương, x thì bằng 20, x thì bằng 200 nhé, y bằng 10. Chứ gì nữa lên này, y bằng 10 thì là mèo đang ở cái vị trí mà gì, mà khoảng cách đến cái trục, đến cái đường thẳng này này, đến đến cái điểm này này. Đến cái vị trí đứng trục thẳng đứng này là 200 bước. Khoảng cách đến cái đường ngang ở giữa này, đường ngang ở giữa này là khoảng cách là 10, là 10. Nếu mèo ở dưới này thì nó là số âm. Đây này, là âm 89, thấy không nào? Thì là
khi mèo ở bên này thì là x thì là âm, vì là mèo khoảng cách đến trục này này nó là ở bên trái của cái trục trục y này, cho nên là mèo sẽ là x chỉ bằng âm, y vẫn là dương. Khi ta cho xuống đây thì cho xuống đây thì là x thì cũng âm mà y cũng là âm, được chưa? Đó thì bây giờ con chú ý nhá, thì con như chú ý như bây giờ bác nói này, cái tọa độ không không là nó ở giữa đây, không không nhé, vì bác viết đây là không này, không nhá, thì là mèo ở giữa màn hình. Bây giờ cái tọa độ ở bên phải này này, vì chiều rộng của màn hình là 480 mà, cho nên cái tọa độ chỗ này này nó sẽ là 240, tức là 480 chia 2 là 240 và 0. Bây giờ bác cho ở đây là 240 nhé, 240 0, tức là mèo di chuyển tới vị trí góc phải bên phải của màn hình. Được chưa? Đó, góc phải màn hình. Bây giờ muốn cho mèo lên trên đỉnh góc phải, góc phải trên thì ta gõ đây là 2 x thì đến là 240 và bên này là 180, 180 là một nửa của 360. Chúng ta chú ý là chiều cao của cái màn hình là 360, chia đôi ra nó là 180. Vậy đây là cái lệnh mà cho mèo di chuyển góc phải trên của màn hình là 240 và 180, con chú ý nhá. Đó. Thì bây giờ bác muốn cho mèo di chuyển góc khó trái dưới. Đây này, thì làm như nào? Thì chúng ta là nó tương tự như trên, nhưng mà nó là ta phải viết số âm thôi, số trừ thôi. Đây nó sẽ là trừ 240. Ở đây nó sẽ là trừ 180. Thì mèo sẽ di chuyển đến góc trái dưới của màn hình. Chỗ này này, chạy thử nhá. Đó, về góc trái dưới chưa? Đó. Bây giờ muốn mèo ở trên này. Ở trên này là gì? Ở trên này sẽ là ở trên này nó sẽ là gì? Sẽ làm ở trên này nó sẽ là âm 240 và x y là cộng 180. Chưa? Còn chú ý nhé, nó hơi khó một chút, nhá, hơi khó một chút, nhưng mà nó không chúng ta làm quen. À, bác cho bác chia sẻ lại cái màn hình này cho chúng ta nhé. Chúng ta quay lại cái này nhé. Như vậy là gì? Như vậy là cái góc này này, cái vị trí này này, cái vị trí này này là cái vị trí là 240 và đây là 180 nhá. Thế như vậy là cái vị trí ở đây này, góc này này là x bằng 240 và y bằng 180. Con chú ý chưa? Nhá. Thế bây giờ cái vị trí ở chỗ này, cái chỗ này này. Vị trí ở đây nhá. Ở đây là 240 và 240 và đây là 0. Phần này hơi khó một chút. Con chịu khó nghe 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 bác nói nhé, dần dần con sẽ hiểu. Vị trí góc góc này là hai là x chỉ là tới đây mà, có x chỉ đây này là 240 của khoách khoách tới y là không, khoách tới tâm này, khoách tới cái trục ngang này là không nhá. Còn ở dưới này nó sẽ là 240 và y nó sẽ là trừ 180, trừ 180 nhá. Đó, vì nó phía dưới mà nhá. Đó. Còn chú ý nhá, bác vẽ đây dần dần con sẽ hiểu dần nhá. Ở góc này. Góc này là như nào, có ai là không nhỉ? Không 180 à? Con này là bao nhiêu? Chỗ này ở cái góc chỗ này này. X bao nhiêu mà y bao nhiêu? Ai trả lời là nào? Không, 240, 180. không phải chỗ này cơ mà, bác đang chỉ đấy cơ mà. Không 180. Không 180. Không 360, không 360. Y bằng 0, y bằng 180. 180. 180. Chúng ta chú ý là vì ở cái điểm này này, cái điểm này là 0 0 này nhá. Đó. Cái điểm giữa màn hình này là điểm giữa màn hình này là 0 là 0 0 nhá. 0. Ta chú ý nhá, đó. Đấy. Ở dưới là bao nhiêu? Ở dưới là nhiêu? Ở dưới là như nào? Đây, cái này bác. Là Ở 40 âm 180. ở dưới này thì âm x bằng 0 180. bao nhiêu, Không, không 180, 180. 80, được chưa? Còn ở đây góc trái dưới là gì? Góc trái dưới là Lắm con chưa hiểu bài này. trừ 240 đúng không? Trừ 2 240 40. Và âm 240 và y là trừ 180. âm 180. Âm 180 hay trừ nhá. Đấy. Còn ở góc góc trái trên,
Con trái trên sẽ là và y là 180. Các con chú ý nhé. Đó, cũng làm dần cũng dễ hiểu thôi. Còn chỗ này này, chỗ này này. Ở đây là 0 24 trừ 240 phải không? À không phải. Đúng rồi. 240 trừ 240 và 0 y bằng 0. Được chưa? Đó thì chúng ta chú ý như vậy là những cái điểm vị trí chúng ta phải nhớ nhé. Còn thấy không, là từ đây tới đây này, từ đây đến từ góc từ bên trái sang bên phải là chiều rộng của nó là 480 bước. Đó. Chiều cao là 360 bước. Tọa độ x ở bên trái là âm 240 sang bên phải là dương 240 nhá. Trừ 240 sang bên phải là 20. Còn tọa độ y ở dưới cùng là trừ 180, ở trên là bao nhiêu? Ở trên là 180. Con chú ý chưa? Nhá. Thì đó là cách mà chúng ta nhận dạng cái vị trí này, cái vị trí của con mở cái đó lên làm gì? Kéo xuống đi. Và chúng ta sẽ phải làm quen với cái này và dần chúng ta sẽ làm quen dần nhá. Được chưa? Rồi, thế bây giờ sửa như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lại quay lại làm một cái các cái bài tập. Nhá. Đây, bây giờ. Này có bị dầm á. Thì cái lệnh là go to xy này là cái lệnh là di chuyển từ vị trí hiện thời đến cái vị trí mà chúng ta muốn di chuyển đến. Ví dụ chúng ta muốn di chuyển vào cái tâm của hình của mặt sân khấu, chúng ta gọi là go to x bằng 0 y bằng 0 đây. Thì cái lệnh mà di chuyển thì nó có hai lệnh các con ạ. Con chú ý có hai lệnh nhá. Lệnh là go to như này là di chuyển với vận tốc là tức thời, nhanh tức thời luôn. Còn có lệnh nữa là lệnh này là di chuyển đến vị trí này nhưng mà với cái vận tốc mà mình có thể chậm hơn với thời gian là mình xác định, ví dụ với thời gian là gì, trong 1 giây hay là một nửa giây hay là 2 giây nhé. Ví dụ là mà ta để con mèo ở đây nhé, vì ta muốn cho mèo di chuyển đến không đến gốc tọa độ, đến di chuyển đến tâm của tọa độ, tâm của hình vuông, nhưng mà di chuyển với thời gian là 1 giây. Ta bấm được đây, con xem con quan sát nhé. Đấy, di chuyển từ vị trí này đi vị trí này là đúng là 1 giây. Được chưa? Đó, thì con chú ý thì đó. Cái này đi tới đây là cái chỗ nào vậy mẹ? Cái này nhỉ? Coi thì không coi. Nè, con chú ý nhá. Như vậy các bạn con chú ý làm nhớ lại này, và cái này con về nhà con phải xem lại cái bài này của bác, và con ghi, con có thể ghi chép ra giấy nhá để chuẩn bị để mà làm những cái bài tập như thế nhá. Là gì? Là nhắc lại này, là cái sân khấu của chúng ta nó sẽ có chiều dài, chiều rộng ấy là 480 bước. Và được chiều rộng được xác định bởi tọa độ x gì? Thì tọa độ x ở bên trái là âm là trừ 240 và bên phải là 2 là 240, tổng hai cái lại, tổng hai chiều dài lại là 480. Còn chiều cao của nó là rộng là chiều cao là 360 bước nhưng được chia làm 2. Dùng tọa độ y để đo cái chiều cao này thì tọa độ y như sau, là một nửa trên là từ 0 cho đến 180, ở nửa dưới là từ 0 cho đến trừ 180 nhé. Con cứ thế mà con làm. Và khi mà chúng ta di chuyển mèo trên màn hình này thì cái chỗ đây này nó mô tả cái vị trí hiện thời của mèo đang đứng. Thì này, ở đây như là mèo đang ở âm 16 và âm 27, thấy không nào? Còn ở đây đang là 146 và đây là 104. Con chú ý nhé. Thì sao chúng ta làm dần nó sẽ quen dần thôi nhé, không có gì cả, không có gì. Bây giờ chúng ta làm cái bài tập nhỏ nhé. Là bây giờ bắt như sau này, khi mà bắt đầu chương trình thì mèo sẽ xuất phát từ gốc tọa độ, sau đó mèo sẽ lần lượt mèo sẽ đi lên góc phải trên, xong quay về, đi xuống góc phải dưới, quay về, đi lên góc trái trên, quay về, đi xuống góc trái dưới, lại quay về. Làm như nào? Bài số 1 nhé, là mèo lần lượt meo meo và đi đến từng góc một, đi lên sẽ lùi xuống, đi lên sẽ lại quay về, đi lên sẽ lại quay về, cứ như thế mà làm nhé. Chúng ta làm thử này. Bây giờ chúng ta sẽ new một cái file và chúng ta bắt đầu làm bài đầu tiên của buổi hôm nay, là chúng ta điều khiển mèo. Ban đầu mèo xuất phát từ tâm, từ gốc của tọa độ, sau đó mèo sẽ lần lượt di chuyển. Một lần di chuyển thế là mất 1 giây, 1 giây đi, 1 giây về, 1 giây đi, 1 giây về. Như vậy mèo đi là 2 giây, tổng cộng là 8 giây thì là xong toàn bộ cái cuộc đi, và đi
Trước khi đi thì mẹo kêu là tôi meo meo tôi sẽ đi tham quan màn hình, và lúc về xong thì là báo là tôi đã đi tham quan xong rồi nhá. Chúng ta bắt đầu này, các bạn nhìn bác làm nhé, rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cho mèo đầu tiên, đây là cái lệnh đầu tiên, là cái lệnh cho mèo bắt đầu cho mèo. Thì ban đầu chúng ta sẽ cho mèo xuất phát từ điểm 0,0. Chúng ta dùng lệnh là go to XE để chúng ta cho mèo. Nên hôm nay rồi, chúng ta đều không gọi được 0,0 nhé. Như vậy ban đầu mèo xuất phát từ vị trí 0,0. Sau đó mèo bắt đầu nói. Mèo sẽ nói một câu là tôi sẽ... Đây, dùng lệnh này, mèo sẽ nói trong 2 giây và sau sẽ đi. Mèo nói là tôi sẽ đi tham quan, tôi sẽ đi tham quan sân khấu, được chưa? Và trước đó thì cho mèo kêu meo meo một cái cho nó thích đi. Chúng ta vào cái chỗ âm thanh này và chúng ta kéo cái lệnh là start sound ra, meo meo như này, cho vào giữa, kéo vào giữa hai lệnh này để vào giữa tự nó vào. Đấy, nhưng mà là mèo là gì, là kêu meo meo lập tức và đồng thời nói luôn cái câu là tôi sẽ đi tham quan sân khấu, và sau 2 giây thì mèo không nói nữa, bắt đầu đi. Vậy và chúng ta làm như sau này, chúng ta dùng không dùng lệnh go to thì nhanh quá, chúng ta dùng lệnh là glide to, lệnh này này, lệnh glide to, lệnh glide bao nhiêu giây đó, glide bao nhiêu giây to nhé. Thì đầu tiên mèo đi lên thì góc trái, góc phải trên của màn hình, góc phải trên. Như vậy là tọa độ x thì là 240 và y là 180, được chưa? 180. Đó. Đi trong 1 giây đến góc này. Được chưa? Sau đó mèo sẽ đi về vị trí cũ, mèo lại quay lại dùng lại lệnh này, dùng lại lệnh này. Thôi nhầm, dùng lại lệnh này. Là quay về chỗ cũ. Được chưa? Sau đó mèo sẽ đi xuống dưới. Mèo sẽ đi tiếp xuống dưới, dùng lệnh này. Đi xuống góc phải dưới, nó sẽ là x thì nó vẫn là 240. X thì nó là 24. Đây là 40 nhé. 240. Nhưng mà y là gì? Y bao nhiêu nhỉ? Ô phải dưới là y bao nhiêu? Ô phải dưới là y bao nhiêu? Y bằng âm 1. Âm 180 ạ. Âm 180. Âm 180. Đấy. Sau đó mèo sẽ lại quay về. Lại quay về 0,0. Các bạn chú ý là chúng ta có thể dùng lệnh này. Thì trong Scratch có lệnh ta đỡ và kéo thả sang, chúng ta có thể copy luôn lệnh này. Chúng ta bấm chuột phải và dùng cái lệnh là duplicate. Nó sẽ copy một cái, hai cái đoạn mà ta kéo xuống đấy. Ta để ở đâu thì nó copy từ đó xuống dưới. Để đây nó copy này. Copy này. Đó, copy nhé. Ta kéo vào đây. Như vậy là mèo xuống phía dưới này, xong thôi vô em bố bỏ đánh đây này. Đấy, lại đi về đúng không? Sao bây giờ bước ở đây là gì? Mèo góc trái trên, có trái trên nó sẽ là âm 273 âm 240 180 ạ. Chính xác. Xong mèo lại đi về, ta copy ở đây xuống. Mèo lại đi về đúng không? Sau đó là đi gì? Sau đó là đi đến góc là âm 240 và trừ 180. Được chưa? Và cuối cùng là mèo glide to về 0,0. Cuối cùng, sau 8 lệnh thì mèo về 0,0. Và lúc đó thì mèo ta cho mèo kêu meo meo sung sướng quá. Và mèo đó tôi đã hoàn thành. Và mèo hiện cái lệnh là gì? Thắng à? Đây. Hiện cái lệnh này là tôi đã hoàn thành. Em biết gì bắt đốn với à? Ta kiếm một điều. Năm qua. Em đi. Rồi chúng ta làm lại nhá. Cái thừa này. Năm qua này. Đấy, lên trên này. Này. Xuống dưới này. Quay về này. Lên trên này. Quay về này. Xuống dưới này. Quay về này. Đó, như vậy là hoàn thành. Mèo đã hoàn thành cái cuộc đi của mình nhé. Và chúng ta thấy đây những lệnh chúng ta đã học. Như vậy chúng ta phải nhớ những cái tọa độ này. Đấy, tọa độ cho nhớ nhé. Làm quen dần sẽ nhớ. Như vậy đây là cái bài đầu tiên của buổi hôm nay. Chúng ta sẽ ghi lại nhé. Ghi lại bài số 1. Hôm nay là cái bài là hôm nay là cái buổi số 2. Được chưa? Buổi số 2. Và đây là cái bài đầu tiên của buổi số 2 nhé. Rồi, các bạn chú ý nhé. Rồi,
Thế bây giờ chúng ta sẽ, nói chung là khi mà chúng ta làm việc với sân khấu, chúng ta sẽ làm việc rất rất thường xuyên với những tọa độ này. Nhưng hôm nay cái buổi đầu tiên con làm quen thôi, còn trong từ nay đến cuối chương trình các con và bác sẽ tha hồ làm việc với những cái này. Các con phải nhớ đấy nhé, nhớ là không là ở giữa này, không là ở giữa này nhé, ở góc bên phải chỗ này là 240, là 240 và 0, bên này là âm 240 là và 0, góc trên này là 240 180, góc dưới này là 240 âm 180. Ta có cái nhớ thế là ta nhớ, mà ta cho cứ nhìn vào cái tọa độ của sân khấu là chúng ta sẽ hiểu ngay nhé. Và ở vị trí này luôn nó hiện ra cái tọa độ hiện thời của con vật đó, mô tả bằng hai con số x và y nhé. Còn nhớ nhé, thì con nói luôn là cái vật này là vật hơi khó, mà thậm chí là khó nhất đối với các con ấy, nhưng không sao cả nhé, chúng ta cứ học dần. Vì các con là lên cấp 2 mới học đến khái niệm là số âm, mình học được khái niệm là tọa độ điểm trên mặt phẳng. Nhưng mà vì phần mềm này nó đòi hỏi chúng ta phải học cái đó, chứ còn phải học trước. Coi như con học trước cái chương trình toán của cấp 2 nhá. Không sao cả, cái này là bác cho con rất rất nhiều bạn học sinh tiểu học hoàn toàn là hiểu được cái này, không có gì là khó. Không có gì là khó đâu, không có gì là khó, chúng ta yên tâm nhá. Rồi, như vậy là tạm thời là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cái khái niệm khác cũng rất quan trọng liên quan đến con nhân vật. Như vậy là khái niệm 1 là tọa độ nhân vật, con đã biết chưa nào, quen rồi đúng không? Bây giờ là khi chúng ta mà tạo nhân vật ra và chúng ta có điều khiển nó bằng lệnh là go to, lệnh là glide to cho nó đến từng địa điểm một. Như vậy là mỗi một cái tại một thời điểm thì con vật đó nó có một tọa độ x y của riêng mình, và chúng ta có thể điều khiển mèo di chuyển khắp nơi ở trên sân khấu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang khái niệm thứ hai của buổi hôm nay, cũng rất quan trọng luôn. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với hai khái niệm quan trọng, hai cái điều quan trọng hơn mà lại khó hơn rất nhiều so với bài hôm trước. Nhưng mà giờ dần con sẽ hiểu nhé. Khái niệm thứ hai là gì? Khái niệm thứ hai là nói về cái hướng đi của con vật. Đó, cái này cũng khó đây. Là bình thường khi mà chúng ta tạo ra con vật là con mèo, thì mèo luôn nhìn về bên phải, có thế mà bên phải màn hình. Đây bác nhiều con nhé, mèo luôn nhìn về bên phải màn hình. Hay là bác đây nhìn bên phải nhé, bên phải màn hình. Tức là nhìn về ở trong máy của bác, bác nhìn đây nhìn về phía này, các con thì về phía bên kia đúng không nào? Bên phải đây, mèo sẽ hướng về bên phải. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể cho mèo xoay hướng đi, xoay xung quanh, xoay là 360 độ xung quanh cái hướng của chúng ta nhé. Thì cái hướng sẽ ở đâu? Đây, hướng ở đây này, chúng ta bấm vào chỗ này nhé. Đó, thấy không nào? Đây là cái mũi tên chỉ hướng này. Bây giờ bác xoay cho con nhìn mèo nhé. Đây là hướng bất định, là hướng này này. Bác cho xoay này, nhìn thấy mèo xoay, nhìn thấy mèo quay không? Thấy không nào? Đây là hướng lên trên, hướng lên trên. Đi nữa nào, quay. Sang đây là hướng gì? Hướng sang bên nào? Bên trái. Xuống nào. Đây là gì? Là xuống dưới. Được chưa? Bên này là hướng sang lại. Mặt bên phải. Được chưa? Đó, như vậy là mèo là hướng là như vậy. Và như sau nhé, về chúng ta sẽ phải có cái định, có cái chúng ta phải có cái tham số để định cái góc hướng, thì nó đo bằng góc các con ạ. Đo bằng góc nhá. Góc thì cái này cũng là theo bác hiểu, cái này cũng là kiến thức mà vượt quá khỏi chương trình của tiểu học một chút, nhưng không sao, con dễ hiểu. Thì ở đây này, ở vị trí ngang này thì nó là bao nhiêu, con số mấy đây? Nó là 90 độ nhá. Như vậy là góc này người ta định nghĩa là 90 độ, còn lên thẳng trên này là mấy độ? Là không độ. Sang bên này là trừ 180 độ. Trừ không? 90 độ. Trừ 90 độ. Còn xuống bên này là 180 hay là trừ 180 là nhờ đi nhau. Còn bên này nó là 90. Nhưng mà đây là không độ này. Không độ này tăng lên này, tăng độ lên này. Đây là 90 độ thì là sang bên, đang nhìn sang bên phải.
mà đi xuống được, tăng lên này, tăng lên các con nhìn dưới nhé, tăng lên là 180 độ thì là nhòm xuống. Còn ở đây âm trừ này, trừ góc trừ đây, trừ âm này, đây là trừ 90 độ. Còn đây là gì? Đây là trừ 180 độ và 180 độ là như nhau, được chưa? Đó, thì khi chúng ta tạo ra, khi chúng ta con mèo được khởi tạo thì mặc định của nó là nhìn sang bên phải là 90 độ. Và chúng ta hoàn toàn có thể là cho con mèo nó thay đổi theo cái tùy chúng ta lựa chọn, được chưa? Đó, thì nhé, cái lệnh mà mèo đặt, cái hướng của mèo là cái lệnh này, đây là cái lệnh là mèo xoay về hướng nào, mặc định là 90 độ nhé. Chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta chọn, bây giờ ta muốn mèo nhìn lên trên, ta gõ đây là 0 độ, chạy thử nhé. Đấy, mèo nhìn lên trên chưa? Bây giờ muốn mèo nhìn sang bên trái thì ta gõ là âm 90, trừ 90. Đó, đây mèo nhìn sang bên trái nhé, thì ta cho xuống nhé, ta cho xuống, ta kéo thẳng đây, mèo sẽ nhìn xuống. Đấy, mèo nhìn xuống, để thử này. Đấy, mèo nhìn xuống. Đó, như vậy là các bạn thấy chưa, các bạn thấy là như vậy là chúng ta có thể điều khiển, ngoài cái việc điều khiển làm mèo đi đến một chỗ khác theo tốc độ x, ta có thể điều khiển hướng của mèo nữa, được chưa? Rồi, thế bây giờ đối với mèo nhá, đối với mèo thì như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử một cái bài đơn giản thôi để chúng ta, thì việc hướng này thì ngoài cái lệnh này ra thì có hai lệnh nữa quan trọng, là lệnh là xoay sang phải và xoay sang trái. Đây, xoay sang phải bao nhiêu độ, xoay sang trái là bao nhiêu độ, thấy không nào? Bây giờ bác để ở đây là đang mèo đang là 90, tức là nhìn về bên trái nhá. Bây giờ bác muốn là mèo xoay sang bên trái là 90 độ. Đây dùng lệnh này, đây chính lệnh xoay sang trái này nhé. Ta đổi đây là, ta dùng cái từ đây là xoay sang trái 90 độ. Là mèo xoay về đâu? Nhớ thử này. À, con thưa thầy là hướng với cả xoay thì khác gì nhau ạ? Hướng là hướng về một cái, còn xoay là chỉ xoay sang phải, sang trái, so với hướng chính thôi. Đang là 90 độ nhá, thì xoay sang phải. Thế thì mình chỉ cần đặt độ nó xoay luôn được rồi ạ. Không, nhưng mà nhiều lệnh là phải dùng cả hướng nữa, dùng cả lệnh xoay cả lệnh hướng, hai lệnh kết hợp với nhau. Đau họng yếu cơ. Thực tế là dùng cả hai lệnh này. Bây giờ bác sẽ cho con làm tờ, con sẽ thấy ngay là cả lệnh này đều rất cần, cái lệnh là xoay mặt về hướng nào cụ thể, hay là cái này như hai dùng từ Việt, cái tiếng Việt của nó khác nhau nhé. Đây là lệnh là point in direction, là đặt hướng cho mèo, chứ dùng từ xoay không đúng. Còn cái từ turn đây này mới là từ xoay. Tôi đứng ở đây nhưng tôi xoay sang phải, tôi xoay sang trái, thì lái ô tô này các bạn có thể quật bên phải thì nó sang bên phải, quật sang trái các em, các con đi xe đạp đúng không nào? Đi xe đạp nhé, con có thể đang đi thẳng nhé, con có thể xoay sang phải thì con ta lái quay phải, con đi xe đạp sẽ rẽ sang phải. Thì cái lệnh mà cho các con mà xoay tay lái sang phải chính là cái lệnh này, turn, xoay sang phải bao nhiêu độ, đúng không nào? Chúng ta xoay sang trái bao nhiêu độ thì đây là xoay sang trái đây nhé. Như vậy là đang đi về phía trước, xoay sang phải, xoay sang trái thì mèo nó ra đi thẳng, nó rẽ. Nhá. Còn cái lệnh này khác hẳn, lệnh này là đặt hướng thì khác hẳn, đây là đặt hướng thì khác nhá. Đặt hướng thì dùng như nào? Thì đặc biệt chúng ta làm bài tập luôn nhé, dùng nhé. Bia làm bài tập thử này. Bây giờ sửa chúng ta mèo ta đang ở trí này nhé. Đây vị trí này là vị trí, ví dụ đây là -146, -63 nhé. Đây, mà cho đặt lệnh này. Đây, mà để lệnh này. Để lệnh này cho dễ là vậy là -150. Và đây là -63, bắt đầu là bác làm tròn lên là -50 tròn nhé, cho nó tròn số thôi. Đấy, ở đây nhé. Rồi, thì bác sẽ cho mèo là hiện nay là mèo đang hướng về phía bên phải. Đây, đặt hướng về bên phải để trên này nhé. Đó, bây giờ bác sẽ cho mèo tiến về phía trước. Tiến về phía trước là 150 bước. Đây, cho mèo đây. Cho mèo tiến về phía trước, giả sử như là 150 bước, được chưa? Đây này, đó. Bây giờ bác muốn cho mèo xoay sang trái và đi phía trước 150 bước, làm dùng là gì? Chúng ta cho mèo xoay sang trái 90 bước, đấy, và lại tiến đi phía trước là 100 bước,
100 bước. Được chưa? Đó. Để ta chạy thử nhá. Bây giờ ta dần từ đầu con này. Đây nhá. Đấy, mèo đang đây xong mèo sang bên, đi thẳng xong, xoay sang trái tiến về phía trước nhá. 100 bước này. Bây giờ cho mèo lại xoay sang trái. Xoay sang trái 90 độ nữa. 90 độ nữa. Lại tiến về phía trước 100 bước nữa. Cho nó nhìn xem nó chạy về đâu nhá. Đấy. Như vậy là ở đây này. Nhanh quá đúng không? Bây giờ bác cho dừng lại thì con xem nhá. Chúng ta dùng lệnh là wait cho nó con nhìn thấy nhá. Đây. Đây chỗ này mèo sẽ ở đây này. Mèo sẽ chờ một giây này, sau đó thì mèo đi sang đi thẳng này. Đi phía trước là 150 này. Đây là 150 chứ cho này, 150 chứ. 150 nha. Ở đây là 150, ở đây là 150 nhá. 150 nhá. Rồi. Và mèo chờ một tí này. Tao cho chờ đây cho nó để cho nó dễ quan sát thôi, không có gì cả. Nhá. Và đây cũng vậy. Đó. Và đây này. Mèo chờ này, tiến về phía trước 150 bước này rẽ trái này. Sau đó tiến về phía trước 150 bước này là rẽ trái nữa này. Tiến phía trước 150 bước lại rẽ trái nữa nhá. Đây là tôi dùng lệnh rẽ trái nữa này, dùng lệnh rẽ trái, thân trái là 150, một là thân trái là 90 độ. Có thấy như vậy lại cái đấy quay sang trái là nó khác nhá. Như vậy đây là chạy thử nào. Thử này. Đấy như nào, thử đi. Đó. Ta đi một vòng, đi một vòng nữa nhá. Cho đi một vòng cho nó đủ 4 kia. Đủ 4 lần. Rồi bây giờ mèo sẽ tiến về phía trước 150 bước nữa. Bạn nào đây cứ ấy nhỉ? Bạn nào cứ muốn kiểm soát thầy giáo ấy nhỉ? Thế thầy cái màn hình này của thầy ai kiểm soát được đâu ạ? À? Có một bạn muốn kiểm soát đấy. Kiểm soát đây mà cứ ra cái lệnh là kiểm soát thì mầm của bác mà. Rồi đấy nhá, nhưng mà cho đủ 4 lần nhá. Một đây là 90 này. Nhá, các bạn nhìn kỹ này, chỗ này hơi khó một tí nhá. Đầu tiên là mèo này, đây là nhóm lệnh nhá. Đầu tiên là mèo xuất phát từ âm 150 và âm 50 ở chỗ này này và quay về bên phải. Đây, đang chạy thử tắt nhá, chạy thử này. Đang ở đây này. Rồi, sau đó mèo sẽ lần lượt là thực hiện 4 lần giống nhau. Là tiến đi phía trước, quay trái, tiến đi phía trước, quay trái, tiến đi phía trước, quay trái. Tiến đi phía trước, quay trái. Chạy thử nhá. Và một lần như vậy, chờ một giây để ta quan sát được. Mèo nó chạy này. Đó. Lên. Sang. Xuống. Đó. Thấy không nào? Như vậy là mèo đã đi được 4 lần xung quanh một cái hình vuông trên màn hình. Đây. Đây nhé. Mèo là sang phải. Lên. Sang trái. Xuống. Và một lần như vậy là con thấy như vậy là thấy cái lệnh move nhé. Lệnh move là cái lệnh là đi về phía trước theo hướng của mình. Theo hướng này đã có. Đi trước đi hướng quay trái lại đi phía trước trong hai bước xong rồi là quay trái nữa quay lên trên đi về phía trước quay trái đi về phía trước quay trái đi về phía trước cứ như vậy được chưa, 4 lần như vậy thì đi khép kín một vòng xung quanh cái hình một hình vuông ấy được chưa. Bây giờ chúng ta có thể cho nó rộng ra và ta thấy là mèo có thể đi di chuyển xung quanh màn hình. Để ta làm sửa lại một tí nhá. Ta sửa lại là mèo đang ở đây đi, đang ở chỗ này. Rồi, đang ở đây nhé, chỗ này là bao nhiêu là âm 166, âm 103. Đây chúng ta sửa đây là âm 160. Còn đây là âm 100 nhé. Như vậy là vừa bạn âm 100. Bây chúng ta tăng cái chỗ này lên, tăng chỗ này lên là 200. Nó sẽ đi đúng cái chiều dài, đúng xung quanh màn hình luôn. Đúng xung quanh cái màn hình sân khấu luôn nhé. Gần như là thế. Ta chạy thử nào. Bị đâu rồi? Làm lại. Nào, âm 200, 200, 200, 200. Bắt đầy nhầm ở đây là âm 100 chứ. Rồi, đang chạy thử nhá. Chạy đằng đây này. Chạy này. Thấy chưa nào? Đó. Chúng ta có thể sửa một tí là mèo đi xung quanh màn hình được. Thấy không nào? Đó, thì đây là cái bài tiếp theo nhá. Bài tiếp theo chúng ta cho cái này vào. Như bài đây là bài số 2. Là chúng ta cho con mèo là đi xung quanh màn hình. Chúng ta có thể tăng lên nữa thì nó đi xung quanh thật. Mình chúng ta tăng cái này lên thành 200 là 300 nó sẽ đi xung quanh màn hình thật.
300. Tăng lên tí thôi, 300. Ở đây là 300. Đi bao giờ? 300 nhá. Chạy lại nào. Đây. Đấy, thấy chưa nào? Ồ, nó cao quá đúng không? Thì muốn cho nó không mấy thì chúng ta làm như nào? Chúng ta để ở đây là âm 150 nó sẽ xuống, âm 150 nó sẽ xuống một tí là vừa đẹp hơn đấy. Đấy. Đấy, thấy chưa nào? Như vậy là đi xung quanh màn hình chưa? Đó, xung quanh màn hình. Con thấy không nào? Đấy, như vậy là chúng ta thấy là cái sự vừa chúng ta vừa mới học được hai cái điều rất quan trọng mà bài này là bài khó đấy, con chú ý nhá. Một là cái khái niệm là cái kích thước của sân khấu và tọa độ từng điểm một trên màn hình. Thế con sẽ nhớ cái này để con sẽ làm bài tập và làm cái phần này con sẽ làm cẩn thận, con sẽ hiểu. Cái ý thứ hai quan trọng nữa bài mà chúng ta học là nói về hướng của một nhân vật. Mỗi con vật là nó có cái hướng của nó, thấy chưa? Hướng. Và cái bài tập này là cái bài tập mà trên màn hình ấy, là cái bài tập mà con thấy là mèo đi xung quanh màn hình. Đầu tiên mèo xuất phát từ góc trái dưới, được chưa? Xong đi sang bên phải, xong quay trái 90 độ đi lên, xong quay trái 90 độ đi thẳng sang bên này, xong quay trái nữa. Như vậy ta làm lại 4 lần cái đoạn tinh lệnh giống hệt nhau, thì mèo sẽ đi được xung quanh cái màn hình của chúng ta theo chiều ngược kim đồng hồ nhá. Đó. Đấy, thì bài này các con bác sẽ ghi lại là bài số 2 của ngày hôm nay, đúng không? Ghi lại bài số 2, bài này rất quan trọng. Còn bài số 2 nhá. Đó. Bài số 2. Và về nhà con sẽ phải làm bài tập là bìa cũng có bài tập này nhưng mà cho mèo đi theo chiều ngược kim đồng hồ này như thế nào. Ở đây ngược đi theo xuôi kim đồng hồ thì làm như thế nào nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm học tiếp nhá. Các con chú ý phần này là các con có thấy là ở đây nó có bốn lệnh giống nhau không? Thế này. Đây này nó có bốn đoạn lệnh giống nhau, có thấy không nào? Có thấy giống nhau không? Đúng không nào? Vẫn là lệnh way này, lệnh move 300 này và quay trái 90. Đây cũng là way này, 1 này, dây này, move 300 và thân trái 90. Ở đây cũng là way 1 này, move 300 và quay trái 90. Ở đây cũng là way 1, move 300 và quay trái 90. Được chưa? Như vậy là bốn lệnh này là bốn cái nhóm lệnh này là giống hệt nhau. Nhóm 1 này, nhóm 2 này, nhóm 3 này, nhóm 4 là giống hệt nhau. Con có thấy không nào? Con có thấy không nào? Như vậy mà thì bình thường chúng ta phải để vào như này và chúng ta sẽ phải thực hiện một cái lệnh rất là dài, đúng không nào? Đó, thì ở trong Scratch cũng như trong lập trình ý, nó có hẳn cái lệnh rất quan trọng. Chúng ta có thể làm nó ngắn lại nhiều, chúng ta viết lệnh ngắn lại hơn rất nhiều bằng cách chúng ta dùng lệnh lặp. Ở đây là có bốn đoạn lệnh lặp giống nhau, thì chúng ta sẽ vào Control một cái lệnh nữa là lệnh Repeat. Đây là cái lệnh mà cho phép là lặp lại bao nhiêu lần đó một đoạn chương trình nào đó. Được chưa? Để chúng ta kéo này ra này. Chúng ta kéo cái này này vào bên trong của cái repeat này. Đấy. Và đây chúng ta gõ số 4. Như vậy là thực hiện là 4 lần lặp của cái đoạn này này. Cái đoạn này này. Đoạn này này. Đúng rồi. 1 nhé. 2 này. 3, 4. Chúng ta bỏ này ra. Và chúng ta đưa ra lệnh mới là lệnh repeat. Là lệnh lặp. Ta đưa vào đây. Là có thể viết ngắn đây nè. Trình bày rất là ngắn và có thêm lệnh repeat chứ lệnh lặp. Chạy thử nào. Hoàn toàn giống như vậy. Đấy, sang lên, sang xuống. Thấy không nào? Đấy, như vậy là con thấy chưa? Là chúng ta có một lệnh mới đã học là lệnh lặp. Lặp ở đây là lặp. Lặp mà 4 lần. Lặp 4 lần. Con có thấy không nào? Như vậy là chúng ta sẽ được làm việc với các lệnh lặp. Đây là những lệnh rất quan trọng của lập trình nhé. Cấu trúc lặp là khi chúng ta cần lặp đi lặp lại một cái lệnh nào đó, một cái nhóm lệnh nó lặp đi lại một lần, hai lần, n lần, hoặc có thể lặp lại mãi mãi được, mãi mãi. Con có thấy không nào? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vứt cái này đi và để lại lệnh này. Đó. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta chú ý nhá, là cho phép là cho mèo vòng quanh sân khấu theo chiều ngược kim đồng hồ và dùng lệnh lặp là 4 lần nhé. Bây giờ chúng ta ghi lại cái bài này là bài số 3. Bài này là cái bài quan trọng của buổi hôm nay nhé. Bài số B3, bác hỏi con này. Bây giờ chúng ta để là repeat là 4.
thì mèo đi vòng quanh sân khấu là một lần. Bây giờ chúng ta muốn mèo lặp lại, mèo vòng quanh là 8 lần thì làm như nào? Thì sửa cái gì nhỉ? Sửa chỗ nào? Thì sẽ sửa cái thông số của cái repeat ạ. Người là mấy nào? Thông số thì... À, ta muốn mèo đi vòng quanh sân khấu 2 lần thì ta sửa đi là mấy nào? Sửa chỗ 8 ạ. 4, 8 ạ. Sửa là 8, chính xác. Nhưng sửa là 8 thì mèo sẽ đi vòng quanh sân khấu là 2 lần nhé. Một lần này, một lần. Đó, lần thứ hai này, đó, thấy không nào? Như vậy là cái lệnh lặp này là dùng rất là hay là ở chỗ đó chúng ta có thể điều khiển một cái thông số rất nhỏ của lệnh thôi và chúng ta có thể điều khiển mèo là đi xuôi hoặc đi ngược xung quanh cái màn hình sân khấu, được chưa? Đó, như mẹ con làm quen thêm một cái bài tập nữa nhé. Thế bây giờ rồi, bây giờ chúng ta là dần, chúng ta sẽ làm quen dần rất là hay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài khác. Bây giờ như này nhé. Ngoài cái lệnh lặp là, đây là cái lệnh lặp là làm số hữu hạn lần. Thì trong Scratch có lệnh nữa, rất quan trọng nữa. Là cái lệnh mà cho phép là lặp vô hạn lần. Là vô hạn lần. Đây. Lệnh này. Forever đúng không ạ? Forever chính thế. Lặp vô hạn lần. Ở đây ra để đây là nó sẽ là lặp vô hạn lần. Được chưa? Giả sử vì chúng ta muốn cho mèo đi phía trước đây, ta kéo lệnh là cho mèo đi phía trước là 10 bước. Thì lệnh này là như nào? Lệnh này là gì? Là mèo sẽ đi về phía trước là 10 đi liên tục mà như lặp lại vĩnh viễn. Nó lặp lại vĩnh viễn luôn con nhá. Miễn. Được chưa? Thì bây giờ bác để ở đây, bây giờ ta bác cho mèo ở đây nhé. Bây giờ đây, bác để bác cho mèo vào giữa đây, làm ta để bác để y bằng 0 ở đây. Bằng không nhá. Để mèo đang ở đây này. Đó. Bây giờ bác cho đây. Thì bác hỏi là mèo sẽ chạy như nào này, chạy thử nhá. Mèo chạy đi đâu nhỉ? Đấy, mèo sẽ chạy mãi đây mà nó chạy, nó sẽ về đây là cái lệnh là chạy vĩnh viễn mà. Cái forever này. Cho nên là mèo sẽ đi phía trước là vĩnh viễn mà ra khỏi màn hình, được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta chú ý nhá, đây là lệnh lặp và đây là lệnh forever là lặp vĩnh viễn. Thế bây giờ đối với Scratch rất hay là nó có một lệnh. Thưa thầy, là có phải forever là chuyên dùng để thiết kế game không? Không phải thế. Forever là một cái lệnh lặp thôi. Lặp lệnh lặp nhá, như ở trong lập trình thì nó có hai lệnh lặp. Thật ra là nhiều lệnh hơn nữa nhưng mà chúng ta học một lệnh lặp repeat. Repeat là lệnh lặp là gì? Lặp một số cố định lần, như lặp có thể là một lần, hai lần, ta để đây là bốn lần thì là gặp lại bốn lần, để đây là ba lần thì ba lần nhé. Còn forever là gì? Là lặp vĩnh viễn. Nó là một cái lệnh điều khiển thôi nhé. Hôm nay con bắt đầu học những lệnh, bắt đầu học lệnh lập trình đấy, lập trình là điều khiển con mèo đấy nhé. Lệnh là chúng ta đã học một lệnh chờ, lệnh wait là một lệnh điều khiển đúng không? Lệnh lặp ta vừa học xong và bây giờ là thêm lệnh forever nữa, một cái lệnh rất là hay dùng lắm đấy. Có sự... chứ không phải là game, đó là lập trình game thì dùng mọi lệnh nhé. Lập trình game chính là lập trình thôi nhé. Nhưng mà hôm nay chúng ta học một vài lệnh thôi, mỗi hôm học một ít. Hôm nay chúng ta sẽ học hai lệnh, là lệnh là forever và lệnh là repeat nhé. Repeat. Rồi, thế bây giờ ta cho mèo chạy vô hạn này, vô hạn lần này. Đây, chạy 10 bước nhưng vô hạn lần về phía trước. Nhưng mà mềm Scratch có lợi có mới rất hay là Scratch nó có một cái lệnh để nó bảo đảm rằng là mọi con vật đều không thể vượt ra ngoài, cái sân khấu bằng lệnh sau đây này. Bằng cái lệnh là nó sẽ điều khiển như sau: nếu mà con vật, một nhân vật mà va phải thành sân khấu thì nó sẽ bật trở lại. Đó. Lệnh này ta chú ý nhá, ở trong cái nhóm lệnh motion này nó có lệnh ta kéo xuống phía dưới, có lệnh như này, có một lệnh rất quan trọng. Đây là lệnh này, đây cái lệnh này điều khiển lệnh này, con hiểu sau nhá, nó có chữ if nhưng không có chúng ta hiểu cho lệnh này là lệnh như sau này: nếu mà mèo mà chạy lệnh này thì nếu mèo mà va phải cạnh của sân khấu thì mèo sẽ bật trở lại. Bảo. Đó, bật trở lại với cái góc là đối xứng luôn. Cảm tưởng cái con mình đang chạy một mạch nhé, xong va vào cái tủ nhưng mà con sẽ bật trở lại, thì bật trở lại theo một góc đây chúng ta cái tủ nhé, chúng ta đang chạy này, nó sẽ bật trở lại theo đối xứng gương nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ cho lệnh này vào bên trong cái vòng lặp forever và để vào dưới này. Chúng ta sẽ quan sát được là khi mà chúng ta cho mèo
dùng cái lệnh là cho mèo chuyển động về phía trước là vô hạn lần, thì nó không ra khỏi, nó sẽ không ra bên ngoài sân khấu nữa, mà nó sẽ gặp cạnh, nó sẽ bật trở lại. Đó, chúng ta chạy thử nhá. Đây, chạy thử đây, con sẽ thấy nó bật trở lại như nào nhé. Đây. Đấy, thấy không nào? Khi bật trở lại, thân mèo nó có lộn xuống không nào? Lộn xuống chính là vì nguyên tắc là đối xứng gương đấy, đập vào cạnh là nó đối xứng gương, nó bật trở lại là mèo nó là bị đập đối xứng. Được chưa nào? Đó, chúng ta chú ý nhé. Đấy, chúng ta chú ý. Đó, chúng ta. Đấy, đây là cái cạnh nhà mà bây giờ chúng ta sửa một chút đây. Các bạn chú ý nhé, cái bài này. Bây giờ chúng ta sửa không phải là mèo hướng về bên phải, mà mèo hướng góc nào đó bất kỳ. Để ta để các góc đây là góc này chẳng hạn, bất kỳ 45 độ nhá, là góc nghiêng. Ta xem mèo chạy thử thế nào nhá. Thử nào, xem thử của mèo này. Đấy, thấy không nào? Con thấy là mèo chạy thế nào, là đối xứng gương chưa? Đập vào đối xứng gương chưa? Đó, thấy chưa nào? Đó. Đó. Thấy không nào? Đấy. 43 độ. Thấy chưa? Đó. Thì đây chính là cái hôm nay chúng ta học thêm những lệnh này rất hay, là ta có thể điều khiển con mèo chạy lung tung ở trong cái sân khấu mà của chúng ta nhé, và cứ đập cạnh thì bật lại. Chúng ta chú ý cái lệnh này rất quan trọng này. Chúng ta thông thường nó đưa vào bên trong một cái lệnh lập nào đó để điều khiển sao cho nó không cho cái vật đó ra khỏi sân khấu, thì ta dùng lệnh này để bảo đảm nhé. Đấy. Được chưa? Rồi thế bây giờ bác đây là mèo thì lộn được, nhưng mà người thì sao mà lộn được, thì làm nào lộn xuống thì ngã mất thì làm thế nào? Thì bây giờ nó có cái lệnh mà bây giờ ta bán thêm lệnh nữa này, cho phép là với người thì nó không như vậy được. Bây giờ chúng ta làm thử với người nhá. Với người thì nó thấy lộn đầu, bây giờ ta làm thử này. Bây giờ thực lệnh này bác sẽ ghi lại nhá. Bây giờ bài này bác sẽ ghi lại thành cái bài số tiếp theo này. Bài này là bài B4 nhá. B4 bây giờ bác làm với cái nhân vật không phải là mèo mà là người, thì để xem là cái việc điều khiển nó xoay như thế là như thế nào. Bây giờ chúng ta xóa mèo đi, mà chúng ta đưa đây không phải là mèo, mà đưa đây là một người nhá. Đây, đưa đây là một người, lại người nhá. Thì ở đây bác nói trước qua một tí nhá, là chúng ta có thể điều khiển nhân vật này nó to nhỏ được đấy. Đối với bản Scratch 2 rất đơn giản, đối với bản Scratch 3 khó hơn. Ở đây nó có cái chỗ là 100% bên này là cái size này, chúng ta có thể là cho nó nhỏ đi. Chúng ta để đây, ta để là 50% nó sẽ bé đi nhé. Đấy, thấy không nào nhé. Rồi thì bây giờ bác làm thử nhé. Bây giờ bác làm thử như sau này, bác để cho cái đây là chạy thử, bây giờ bác cho con nhân vật này giống như mèo chạy lung tung trên màn hình, chạy khắp nơi nhé. Đây, bây giờ bác đây bác làm lại cái lệnh lung tung nhé. Đây, cho nó như này. Rồi. Và bây giờ bác cho đầu tiên cho cái người này là đến go to một cái vị trí nào đó, như là 00 chẳng hạn, đầu tiên nhé, 00 này nhé. Sau đó là hướng về một hướng nào đó bất kỳ, nhớ không? Đây, cho cái lệnh này hướng về bên phải bất kỳ nhé. Sau đó là cho người nó chạy đi vô hạn lần, dùng cái lệnh là lặp vô hạn lần đó. Forever đi vô hạn lần, và cho người đó là đi về phía trước 2-5 bước, quan trọng là 5 bước đi nha, 5 bước, và lúc gặp cạnh thì quay lại. Đây, dùng lệnh này ta nhớ rồi. Đây, if on edge bounce, cái lệnh này hơi khó, tiếng Anh hơi khó một tí nhé. If on edge bounce nha, là gặp cạnh thì bật lại đó, thấy chưa? Đấy thì lệnh này là giống như lệnh đó ta làm với mèo rồi, bây giờ ta làm thử với người này, chạy thử này. Đấy. Như vậy với người thì là khi mô tả cái này thì nó không hay thế nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì người không thể lộn đầu xuống được. Thì làm thế nào để chúng ta có thể điều khiển người không lộn ngược? Thì làm thế nào các con nhỉ? Đây, để chúng ta chú ý nhé. Đây, thì trong Scratch có lệnh nữa để điều khiển cái sự quay của con người, thì quay của nhân vật, thì đây có một cái lệnh này, lệnh trích lệnh này đây nhé. Đây là cái lệnh mà đặt cái kiểu quay của con người, thì nó có ba cái lựa chọn. Một lựa chọn là gì, là bác nói từ trên dưới nhé, là left right, là quay chỉ quay phải quay trái thôi, không lộn xuống đầu có quay, nhưng quay phải quay trái là
khi chúng ta cho nó quay về bên trái, nó sẽ quay bên trái, quay bên phải, nó không quay đầu xuống. Còn lệnh thứ hai này là don't rotate, là không quay gì cả. Còn cái thứ ba này là quay vòng tròn, là ta vừa học là chính là quay lộn xuống đất, quay như quay bình thường. Thì đối với người đặt chế độ là quay phải trái thì nó không lộn đầu xuống đất nữa. Ta để lại lên trên cùng nhé. Lệnh này là lệnh đặt cái chế độ quay xoay của con người. Thì với lệnh này bây giờ người con người này sẽ không quay về bên không lộn đầu xuống nữa, mà nó đi thẳng sang bên phải bên trái nữa. Chạy thử nào nhé. Đó. Còn có thấy không nào? Sang phải sang trái thôi. Đó. Thì nó đỡ hơn rồi. Bây giờ chúng ta thậm chí có thể để này, chúng ta có thể cho người đó chạy không bất kỳ nhé. Ta để đây không phải là 90 độ nữa, ta để đây là 45 độ. Nó không sao cả, nó vẫn chạy bình thường. Nào, chạy thử nhé. Dù nó đi ở khắp, nó đi với nhiều khác nhau, nhưng mà nó gì, nó vẫn là đi, vì nó không bao giờ, nó không bao giờ người đó là lỗ đổ xuống dưới. Đó, thì bây giờ chúng ta có thể làm lại bài của hôm trước ấy. Hôm trước có bạn nói là cho chó nó quay lại, thì chúng ta dùng lệnh này để chúng ta có thể điều khiển chó quay lại nó chuyện đi mèo được. Bài tập về nhà nhé, bài tập đó. Bây giờ bạn nói thêm về cái bài này. Rồi. Rồi thì trong cái lệnh mà lặp vô điều kiện này, lặp vô hạn này thì có một rất là hay chúng ta chú ý, có thể dùng như sau nhé. Đây chúng ta chú ý này. Đây. Đi dừng lại ở đây nhé. Chúng ta quan sát cái nhân vật này. Đấy. Đây là trang phục 1, trang phục 2 này, trang phục 3 này, trang phục 4 đúng không? Nó mô tả, nó gần như là mô tả cái người chúng ta đang chuyển động ấy. Đó. Thì đó chính là thì Scratch nó cho phép chúng ta là mô tả người chuyển động như là phim hoạt hình. Ví dụ là với hình ảnh này thì chúng ta có thể mô tả cái cô này là chạy đi chạy như ở trên mặt đất thật. Rồi chúng ta làm như sau nhé. Thì ở trong Scratch nó có một cái lệnh nữa, là cái lệnh này, lệnh là tự động chuyển sang cái trang phục tiếp theo, là lệnh này đây, chúng ta chú ý nhé. Hôm trước chúng ta đã học sơ qua nhưng chưa nhìn kỹ, bây giờ ta nói qua nó thêm lệnh nữa nhé. Nó có hai lệnh, là lệnh chúng ta có thể là di chuyển thay đổi, xin lỗi phần lệnh này, đây nó có lệnh là thay đổi trang phục đến một trang phục nào đó, đây trang phục khác nhau. Đây lệnh là đổi sang trang phục tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ cho lệnh này vào đây. Cứ chạy 5 bước lại đổi sang trang phục tiếp theo, lại chạy 5 bước trang phục tiếp theo, thì vì nó lặp liên tục cho nên chúng ta cảm giác người đó thì... Thầy ơi, thầy chuyển sang tiếng Việt được không? Cái này á, mà cũng được thôi, nhưng bác muốn con, các con phải học tiếng Anh mà nhá. Cái lệnh next costume này là cái lệnh mà đổi sang trang phục tiếp theo nhé. Con xem thử đây. Thấy không nào? Điều con thấy là người di chuyển chưa? Đó. Thì ở đây là cái chức năng cho phép chúng ta là mô tả cái người chuyển động ở trên màn hình, và hai chân là đạp thật nhé. Thì cái này nó chỉ dùng đối với những nhân vật nào mà nó có nhiều trang phục như này. Trang phục 1, 2, 3, 4. Đó. Hoặc có thể có một hoặc nhiều hơn trang phục. Còn nó có một trang phục thôi thì nó không di chuyển được. Phải là nhiều trang phục thì mới di chuyển được. Thấy không nào? Đó. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Chúng ta chú ý nhé. Được chưa? Đó. Thì bây giờ ta muốn cho người này di chuyển ngang, ta làm như nào? Ta để đây là 90 độ thì nó sẽ ngang thôi, nó sẽ ngang. Đấy, chỉ ngang như ta chạy lại nó sẽ ngang này. Đấy, nó sẽ ngang. Đúng nào? Đây là cách chúng ta có thể mô tả một người chuyển động từ phải sang trái màn hình. Thấy không nào? Đó. Cái này bác có thể mô tả được với cả mèo, cả chó đấy. Cả mèo, cả chó. Hoàn toàn làm được nhé. Đó. Thấy không nào? Thì đây là một cái bài tập mà nữa mà chúng ta học trong ngày hôm nay nhé. Nó rất là quan trọng đó. Một người là di chuyển từ phải sang trái, từ trái sang phải màn hình nhé. Đặc biệt là chúng ta có thể làm với mọi cái khác nữa, chứ không phải chỉ là đối với người. Thì chúng ta là thử vào bài tập nữa nhé. Thì bài này chúng ta sẽ ghi lại bài này với cái là B5 nhé. Để chúng ta làm với trong chỉ với nhân vật nào mà nó có di chuyển được ấy, nó có cái trang phục mà đạp chân ấy, thì chúng ta mới mô tả thế này.
Con mèo là có nhé, con chó là có. Rồi chúng ta làm thử nào. Bây giờ chúng ta sẽ lưu một cái chương trình và con mèo. Bây giờ cho mèo làm như vậy hay như vậy, hay như vậy chúng ta làm bìa mèo cho mèo di chuyển trên màn hình, gặp cạnh thì quay lại nhé. Bắt đầu. Chúng ta làm nhanh này. Cũng là ta bây giờ ta làm đơn giản từ đây nhé. Rồi, mèo chúng ta cho mèo xoay thoải mái đi, chúng ta để như sau này, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta cho mèo là thực ra không quan trọng là ở đâu, không quan trọng lắm nhé. Thôi được, cho nó bị không không đi được, không không nhé. Bắt đầu cho bị không không này. Rồi, sau đó cho mèo sẽ vào cái vòng lặp vô hạn lần. Thầy nhớ rồi, vòng lặp vô hạn lần. Được chưa? Và sau đó cho mèo chuyển động về phía trước, ngắn thôi, ví dụ như là 5 bước nhé. Sau đó là mèo sẽ dùng cái lệnh là chuyển sang trang phục tiếp theo. Cái này là lặp liên tục, nhớ là forever nhé, liên tục nhé. Và cuối cùng là cái lệnh là nếu gặp cạnh thì quay lại. Ta nhớ lại rồi này. Được chưa? Đó. Thì bây giờ là mèo không phải di chuyển bình thường nữa, mà mèo di chuyển là có gì? Là có đạp chân. Đây, ta chạy thử này. Đấy, thấy không nào? Đạp chân nữa. Đấy, đạp chân. Đấy. Như vậy là ta thấy, ta di chuyển, ta thấy mèo di chuyển là còn là có đạp chân. Đấy, như vậy thấy là thành phim hoạt hình rồi. Nhá. Cái mà nó có nhiều cái hình khác nhau. Đấy. Trong cái nhân vật của Scratch ấy, nhân vật nào mà nó có phát hình ấy là ta làm được như thế này. Thì ta có thể mô tả được người nhảy múa này, mèo chạy này, chó chạy này, được chưa? Đấy. Đấy, thấy không nào? Cái bài hôm trước, cái bài là về ca sĩ chỗ nào, chúng ta có thể là mô tả ca sĩ đó là vừa hát mà vừa hát và là vừa nhảy múa. Hoàn toàn làm được nhé. Để chúng ta chú ý. Được chưa? Cái này chúng ta học dần. Chúng ta sẽ làm được nhé. Đó. Rồi. Thế bây giờ bác sẽ làm sang một cái phần tiếp bên này. Chúng ta ghi lại nhé. Ghi lại một cái tên tiếp theo nhé. Là B6. Bài hôm nay là hơi khó một chút, con chú ý. Nghe. Rồi, thế bây giờ bác làm như này này. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả như này nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ lưu một cái chương trình, và bây giờ chúng ta sẽ học cách chúng ta sẽ điều khiển con mèo này di chuyển trên màn hình, không phải tự động chuyển, mà chúng ta sẽ điều khiển bằng phím. Đó, cái này là bắt đầu khó đấy nhá, bằng phím. Chúng ta có cái phím là phím lên này, chơi phím con nhìn nhiều là phím bàn phím nhá, có phím lên này, phím phải này, phím trái này, phím xuống. Để bác điều khiển như sau này, chúng ta bấm phím lên thì mèo sẽ đi lên phía trên, chúng ta bấm phím phải thì mèo chạy sang phải, chúng ta bấm phím trái mèo chạy sang trái, chúng ta bấm phím xuống mèo sẽ di chuyển xuống, bao nhiêu bước đó, được chưa? Đó, chúng ta sẽ học lệnh đó nhé. Học lệnh này chúng ta sẽ điều khiển mèo di chuyển trên màn hình. Đấy. Lúc nãy chúng ta làm từ nãy là cho mèo tự động di chuyển, bấm vào cái nút là bấm cái nút là lá cờ là tự mèo tự di chuyển luôn trên màn hình. Điều chúng ta sẽ điều khiển di chuyển bằng bàn phím, chúng ta dùng phím lên xuống phải trái. Chúng ta nhớ là có 4 phím nhé. Phím lên này, phím xuống này, phím phải, phím trái. Và 4 phím đó dùng điều khiển. Nhắc lại nhé, bấm phím lên thì mèo đi lên, bấm phím xuống thì mèo đi xuống, bấm phím phải, mèo sang phải, bấm phím trái thì mèo sang trái, được chưa? Rồi, chúng ta lần này đây, các bạn chú ý. Thì đây là cái lệnh mà ở trong cái nhóm là sự kiện. Chúng ta học xong một sự kiện tiếp theo rất quan trọng, là cái sự kiện là người sử dụng bấm phím. Đây. Ở trong cái nhóm là event, là nhóm sự kiện, thì người ta học được đây là một sự kiện đầu tiên, là sự kiện là người dùng nháy chuột vào cái nút lá cờ thì bắt đầu chương trình. Đã biết rồi. Còn lệnh thứ hai, đây, lệnh là khi người sử dụng bấm vào một phím trên màn hình. Trên màn phím. Đây có thể không nào? Ở đây có phím up là phím lên. Arrow phím down là phím xuống, phím right là phím phải, còn phím left là phím trái. Chúng ta đây chính là 4 cái phím. Thì khi chúng ta bấm vào phím thì chương trình tạo ra một cái sự kiện, và chúng ta sẽ phải lập trình cho sự kiện đó.
Được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ học nhé. Con sẽ quan sát bác làm này. Bác làm sao này? Đầu tiên khi bắt đầu chương trình, khi người dùng nháy vào lá cờ thì mèo ở mèo ở giữa chương trình. Đây. Ở đây này, mèo sẽ ở giữa, mèo dùng lệnh là go to 00 để vào tâm của màn hình. Được chưa? Được chưa? Thì coi như mặc định là mèo mặc định thì khi chúng ta tạo ra một con mèo thì mèo nó sẽ có cái hướng là 90 độ này, hướng ra phải. Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển bằng khi chúng ta bấm chuột lên thì mèo sẽ quay lên trên và mèo sẽ đi về phía trên. Thì ta muốn là mèo đi phía trên là 5 bước nhá. Rồi, chúng ta mặc lệnh là when là khi nào, when mà người dùng nháy và nút là up arrow. Khi mà up arrow key press, tức đây là được khi mà cái phím lên được bấm nhá, thì được key press là được bấm. Ai hỏi gì đấy hả? Huy hỏi gì Huy ơi? Nhá. Yeah. Con hiểu không? Có. Ừ. Như là lệnh này là lệnh gì? Lệnh là tạo ra một sự kiện khi người sử dụng bấm phím lên. When up arrow key press, khi mà cái phím lên được bấm, tức là khi người dùng bấm vào cái phím lên nhá. Đó thì chúng ta sẽ lập trình này, chúng ta vào cho mèo là chúng ta lập trình là khi người dùng bấm vào phím lên thì làm gì? Thì ta lệnh cho lệnh đấy nhá. Rồi, thì đầu tiên ta cho lệnh sau cho lệnh là gì? Mèo sẽ quay lên trên. Đó, mèo sẽ quay lên trên. Được chưa? Rồi, và mèo sẽ di chuyển về phía trên là 5 bước, ví dụ như ta để lên 5 bước. 5 bước. Được chưa? Đó. Thì đây là cái lệnh là để mà tạo ra sự kiện là phím, tôi bây giờ bác thử dùng phím up lên, phím lên nhé. Tôi thử gõ này. Đấy. Thấy không nào? Đấy. Bác vừa mới đang gõ cái phím là up đấy. Thì mèo nó quay lên trên nhé. Thì như vậy là đây là một sự kiện nhé. Đây là một sự kiện nữa. Hai sự kiện. Ta làm tiếp sự kiện nữa. Chúng ta phải làm 4 sự kiện. Sự kiện là bấm phím lên, bấm phím xuống, bấm phím phải, bấm phím trái. Làm thử nhé. Chúng ta kéo vào này. Chúng ta kéo vào một lệnh tiếp theo ở đây là lệnh là bấm phím xuống. Nào. Kéo nữa đi. Cùng câu làm câu lồng một thể nhé. Ở đây là bấm phím right. Còn ở đây là bấm phím left là phím trái. Left là trái. Nhé. Rồi. Nhé. Chúng ta làm tương tự nhé. Ta có thể copy ra đây cho dễ này, bấm chuột phải này, copy này, xem bên này. Thì khi người dùng bấm phím down thì ta cho người đó là con người đó là mèo là quay xuống dưới nhé, mà vẫn chuyển phía trước là 5 bước. Ta chuyển như vậy thôi. Còn đây là bấm phím right tức là gì? Right tức là bên này là 90 độ nhé. Còn ở đây ta copy sang bên này. Left là như này, left là âm 90 độ. Đó. Được chưa? Và như vậy chúng ta tạo ra một chương trình gồm có là 1, 2, 3, 4, 5 sự kiện nhé. Chúng ta chú ý như đây là cái tất cả những lệnh mà màu vàng và trên đây hình tròn này là các lệnh tạo ra sự kiện. Thì mỗi một sự kiện là chúng ta phải lập trình để trả lời sự kiện đó nhé. Cái sự kiện là mặc định khi chúng ta nháy chuột vào lá cờ thì hiển thì mặc định coi là sự kiện bắt đầu chương trình. Có sự kiện khác không phải, chỉ là sự kiện nằm trong chương trình thôi. Để cho điều khiển nhé, cho phím xuống này. Xuống, thấy không nào? Xuống, sang trái này. Trái, sang phải này. Thấy không nào? Lên này. Đấy, như các bạn có thấy không? Nhưng mà chúng ta bắt đầu lập trình điều khiển mèo nhé. Đấy, thấy không nào? Điều khiển mèo. Và bây giờ các bạn có thể làm trò chơi là điều khiển mèo đủ chuột rồi đấy, bây chúng ta con cho chuột ở đây và mèo sẽ chạy về con phía con chuột để ta điều khiển cho mèo đánh chơi ăn chuột nhé. Nhưng mà cái trò chơi mà mèo đổ chuột sẽ sang bài sau. Bài này chúng ta học cách điều khiển đơn giản như này đã cho mèo chạy đấy nhé. Đặc biệt chúng ta thêm lệnh nữa là gì? Cho nó vui là mỗi khi chúng ta điều khiển cho mèo di chuyển thì ta cho mèo kêu mèo một cái cho nó vui nhé. Chúng ta kéo lệnh sao này ra ngoài này, mèo ra ngoài này, đấy, kéo lệnh start sao ra ngoài. Để trên cùng này nhá. Đấy, thì mỗi lần mà chúng ta điều khiển bằng con chuột bằng phím thì mèo kêu meo một cái là mèo mới di chuyển. Đó, thấy thế nào? Ta gọi thử nhé. Đấy, được chưa?
À, được chưa? Đó. Còn các bạn có thấy không nào? Thấy là cách chúng ta bây giờ chúng ta có thể tăng lên là không phải là để tăng lên cho nó dài hơn đi. 5 ít chậm quá, đi là 10 đi, 10 nhé. Đi xa một chút thì nó cảm giác hay hơn. 10. Rồi làm thử nào. Rồi, đó. Được chưa? Đó, nhá. Bài này chúng ta sẽ ghi lại với cái bài có tên là B7 nhé, B7. Rồi, thế bây giờ bài này bài B7 rồi, bây giờ bác sẽ sang làm bài số 8. Bài 8 sẽ là bài khó nhất của buổi hôm nay. Bây giờ cái lệnh này này là chúng ta được khởi mèo di chuyển, cho mình thì đúng rồi này. Nhưng mà mèo di chuyển vẫn là gì? Vẫn là đứng yên một chỗ. Thì thầy bác không để tiếng kêu nó ồn quá, bác bỏ cái này ra, bỏ cái này, bác bỏ cái lệnh này, này ra, bỏ cái này ra nhé. Cái này ta điều khiển mèo này. Đấy. Mèo nó vẫn đi một chỗ đâu có nào, thì bác muốn là mèo nó phải vừa đi đến vừa đặt chân thì làm như nào đó, thì bây giờ chúng ta chú ý nhé, chỗ này là khó đây. Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển mèo là bây giờ chúng ta bấm nút phải thì mèo khi chuyển sang phải 10 bước. Nhưng mà là phải vừa đi vừa đi vừa đi vừa bước cơ, nó mới hay. Thì chúng ta sẽ cái này bác các con sẽ cùng bác làm thế nhá. Mình suy nghĩ một chút nào. Bây giờ đang nhất chúng ta dùng lệnh là đây bấm chân phải đấy nhá, bấm chân phải này. Đây là bấm phím phải đây nhá, phím right này nhá. Thì mèo sẽ quay sang phải là 90 độ đúng rồi. Và mèo chuyển đi phía trước là 10 bước. Thì lệnh này này là chỉ mèo di chuyển về phía trước thôi và không đạp chân gì cả. Bìa bác muốn là thay cái lệnh là vẫn là đi về phía trước 10 bước. Nhưng mà là vừa đi vừa đạp chân thì làm thế nào nhỉ? Đó, thì con chú ý nhá. Bìa con tư duy một chút thôi thì ta sẽ biến đổi cái lệnh move 10 bước này vẫn là đi phía trước 10 bước nhưng mà là vừa đi vừa đạp chân. Thì chúng ta bắt đầu khó hơn rồi đấy, chúng ta lập trình làm sao để mèo có thể vừa đi vẫn là về phía trước là 10 bước. Thay cái lệnh là move về phía trước 10 bước bằng cái gì đó để mèo vẫn đi phía trước là 10 bước nhưng mà vừa đi vừa đạp chân. Nào, thì biết làm như nào nào? Chúng ta nhớ lại là muốn cái lệnh đạp chân ấy. Next to mà. Bấm vào next call to mà. Vào cái hiệu next call to mà. Vẫn là cái lệnh là next custom đúng không nào? Vẫn là vâng. Lệnh, nhưng mà như thế nào cơ mới là khó. Cái lệnh này, nó chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta có vòng lặp gặp nhiều lần thì nó có ý nghĩa. Như vậy chúng ta sẽ biến đổi cái lệnh move 10 bước cái này thành cái vòng lặp là 5 lần, mỗi lần bước 2 bước. Và mỗi lần bước 2 bước như vậy là chuyển trang phục một lần. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái lệnh move 10 bước bằng như sau. Bằng cái chúng ta vào control, chúng ta vào lệnh là repeat. Được chưa? Repeat là 5, repeat là 5 lần, mỗi lần là 2 bước. Đúng không nào? Con nhớ nhá, như vậy là chú ý lại repeat 5 lần, mỗi lần là 2 bước. Như vậy tổng số là bao nhiêu bước nhỉ? 10. Repeat lặp lại 5 lần, mỗi lần là 2 bước. Như vậy tổng số là bao nhiêu bước nhỉ? 10. Là 10, 5 x 2 là 10. Như vậy là cái lệnh này này, nó vẫn đi bằng cái số lượng là bằng lệnh là lệnh này. Nhưng mà chúng ta có thể thêm lệnh vào đây. Đó, vào đây. Thêm vòng lặp này và nó sẽ biến cái chuyện di chuyển này thành là vừa đi vừa đạp chân, vừa đi vừa đạp chân. Tổng số lần chiều dài đi vẫn là bằng từ này, vẫn là 10 bước. Nhưng mà nếu có thêm cái lệnh này nữa đi vào đây thì nó làm cho chương trình rất là hay. Và đây này, đó, thì chúng ta có thể bỏ tất cả cái này đi. Và chúng ta bỏ tất cả cái này đi và chúng ta thay thế bằng cái lệnh này. Chúng ta có thể copy giống hệt nhau nhé. Copy này, chuột phải copy này. Chuột phải copy thì giống hệt nhau. Đó. Và bây giờ chúng ta đã có một cái nhóm lệnh hay hơn rất nhiều lần. Đúng không nào? Lệnh này đây. Đó. Lệnh này nhá. Hay hơn rất nhiều lần. Và chúng ta bỏ lại ra ngoài. Bỏ lại ra phía này cho nó dễ nhìn nhé. Này. Bỏ phía này. Rồi. Bây giờ chúng ta để trên này cho nó dễ nhìn nhé. Cho nó cao một tí này. Vậy là bốn cái lệnh này là bốn cái nhóm lệnh này là bốn nhóm lệnh sự kiện. Khi người dùng bấm chuột phải, chuột trái lên xuống thì mèo là di chuyển và có đạp chân. Chúng ta chạy thử nhá. Đó, thấy không nào? Sang phải này. Đấy, thấy không nào? Đạp chân chưa? Đạp chân này. Đó.
Đấy, được chưa? Ừ. Bây giờ nếu chúng ta mà không muốn cho mèo lộn đầu xuống thì làm như nào? Chúng ta làm như này thôi, chúng ta thêm lại là nó không lộn nữa. Bây giờ chúng ta cho vào đây, chúng ta có công lệnh này, chúng ta đưa vào cái lệnh là đặt cái chế độ là đặt cái chế độ xoay là phải trái thì mà nó không lộn đầu, không lộn đầu xuống nữa nhé. Để làm thử nào, chạy thử nhé. Nào, sang phải sang trái này, xuống này, sang phải này, xuống này, lên này. Đấy, sang phải, sang trái này, xuống này, sang phải này. Đấy. Và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển con mèo đi vẫn đi với Thúy, vẫn đi với những người chúng ta nhé. Và chuyển mèo khắp nơi trên màn hình được. Đó. Sang phải này. Đấy. Chúng ta muốn nhanh lên, chúng ta phải cho tăng sự này lên, là không phải là hai to lên cao nữa thì nó sẽ đi nhanh hơn thôi nhé. Đó, thì đó là cái lệnh rất quan trọng cho các bạn chú ý chứ nào nhé. Như vậy hôm nay là chúng ta học mà một cái bài tôi đây khó mà nó hơi khô khan, nhưng mà là chính là cái bài mà là rất quan trọng vì nó là điều khiển nhân vật di chuyển trên màn hình theo đúng vị trí của mình. Và học điều quan trọng nữa là học cách tức là hướng của nhân vật, và chúng ta có thể cho mèo, cho các vật di chuyển theo hướng của mình, thì mỗi con vật đều có là 360 hướng, là bốn phương tám hướng ấy. Mèo chúng ta có thể di chuyển cho con vật di chuyển từ 90 độ, 0 độ, âm 90 độ, âm 180 độ, được chưa? Và như vậy chúng ta điều khiển con vật ở trên màn hình, điều khiển con vật bằng bàn phím. Thì với bài này chúng ta có thể làm lại các bài tập của hôm trước rất nhiều nhé. Ví dụ chúng ta mô tả ca sĩ là đi từ trong sảnh ra giữa màn hình, vừa đi vừa chuyển động và đến giữa sân khấu thì ca sĩ đứng lại và sau đó ca sĩ là nhảy múa một lúc, nhảy múa xong rồi ca sĩ mới hát. Đó. Hát xong lại nhảy múa một cái nữa lại hát tiếp. Cứ như vậy chúng ta có thể dùng lệnh này, chúng ta có thể biến đổi như vậy nhá. Rồi. Con có ai có hỏi gì nữa không? Phần này bác sẽ đưa một số bài tập quan trọng nhé. Thì bây giờ bác nói lại là cái bài tập của con là con gửi cho bác thì rất là hay rồi, nhưng bác không có thời gian để xem hết tất cả đâu. Bây giờ tuần này bác sẽ gửi con bài tập và con sẽ làm, và các con cứ cần kiểm tra bài tập của mình, kiểm tra kịch bản với đề bài. Nên chúng ta làm đúng theo đề bài thì là đúng, là xong. Còn các con làm mà còn chưa đúng với đề bài thì là còn sai, là chưa xong. Chúng ta phải kiểm tra chương trình và chạy đúng theo yêu cầu của bài toán. Thì bác sẽ kiểm tra những bài quan trọng nhất, bác sẽ kiểm tra thôi. Còn không thể kiểm tra hết được những cái bài tập của con nhé. Như vậy là con có hỏi gì nữa không nào? Chúng ta đã gần hết giờ mất rồi. Bìa bác cùng chúng ta, bìa bài này chúng ta ghi lại đã. Bài này chúng ta phải ghi lại thành một cái bài mới. Và tên là B8. Hôm nay là chúng ta có 8 bài đúng không? Toàn cái bài con. Và bài hôm nay thì nó hơi khô khan nhưng mà nó rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ, bài hôm nay là cái bài mà nó rất là cơ bản, nó khô khan nhưng mà nó cơ bản, thì tất cả từ hôm sau trở đi chúng ta sẽ làm tất cả các bài tập đều liên quan đến bài hôm nay nhé. Liên quan đến tọa độ sân khấu này, liên quan đến hướng đi này của nhân vật này, cách nhân vật là đi về phía trước như thế nào này, có thể đi chậm hoặc đi nhanh này. Đi nhanh là lệnh go to này, lệnh đi chậm là lệnh là glide to này, đi chậm. Rồi cái lệnh mà mèo con vật có thể là xoay phải, xoay trái và đi phía trước theo hướng của mình. Đi trước là lệnh move nhá, sang trái là left, là turn left, sang phải là turn right nhá. Và chúng ta có thể điều khiển con vật bằng các phím lên xuống phải trái. Đó là những cái lệnh mà hôm nay là cái bài mà lại là rất quan trọng. Bây giờ về nhà như này nhé, bác ghi sau, bác nói để con nhìn thấy này. Con sẽ là mô tả con mèo đi vòng quanh sân khấu nhưng mà với cái chiều là chiều xuyên đồng hồ thì như thế nào được nhé. Chúng ta sẽ điều khiển sẽ đi lại con màn hình, là không phải con mèo mà là con chó. Chúng ta sẽ điều khiển cho cả mèo và chó đồng thời là di chuyển trên màn hình. Chúng ta sẽ mô tả các quả bóng di chuyển từ phải sang trái hoặc từ trên xuống dưới của màn hình. Đó, chúng ta phải chú ý những lệnh đó và hôm nay sẽ làm bài tập nhé. Rồi chúng ta mô tả người chạy và mô tả ca sĩ thì ca sĩ là phải nhảy múa.
Được chưa? Thì tất cả cái này chúng ta đã học, mà chúng ta có đủ những cái lệnh chúng ta học. Muốn mô tả các sách giải múa, chúng ta sẽ phải dùng lệnh lặp vô hạn hoặc lặp có thời hạn, lặp lặp hữu hạn lần, nhưng mà dùng lệnh là next costume này nhé. Đây lệnh là chúng ta sẽ chuyển sang trang phục tiếp theo và mô tả cái hoạt hình, mô tả nhân vật chúng ta có thể dịch chuyển, có thể di chuyển. Ở trong phần mềm thì các nhân vật đều hầu hết là có chức năng là hoạt hình. Chúng ta chú ý để có dấu trò vào thế này này. Đấy, thấy này, cô này cô đang chạy này, đấy hoạt hình chưa? Giơ tay lên thấy không nào? Cô này có hoạt hình không? Cô này không. Cô này có này, đấy, hoạt hình đấy. Ông này này, có không? Có đúng không? Cô này này, có. Cô này này, có. Cô bóng thì là thay đổi màu đấy đây. Ca sĩ hát ở ngoài này. Đó, chúng ta có thể cho ca sĩ nhảy múa nhá. Nhảy múa nhá, nhảy múa nhá. Đây. Chúng ta chú ý nhá. Đây. Không ơi. Đấy. Như nào? Con bướm này, con bướm này. Đấy, thấy chưa nào? Và trong nói chung trong phần mềm và trong hình ảnh này có nhiều con là ta di chuyển được. Đây con mèo này, đây con mèo này nhá. Đây. Nhảy múa đấy, đúng không? Đây. Vậy rất là hay nhé. Vậy là chúng ta dùng các tính năng này của các nhân vật, chúng ta có thể mô tả, ôi mô tả con này này, con này là con gì đây, con khủng long rồi đúng không? Khủng long ba sừng, còn nữa này, long ba sừng thầy, nhiều quá đúng không? Chó này, đấy. Chúng ta có thể mô tả con vật chuyển động trên màn hình nhé. Đó. Thôi chúng ta hôm nay dừng ở đây nhá. Em chào thầy ạ. Cô thầy ạ. Con chào thầy ạ. Con chào thầy. Con chào thầy. Thầy ơi. Sao? Con chào thầy ạ. Cái cách mà để liên với cả chia sẻ thế nào đấy thầy? À chia sẻ gì? Chia sẻ thì các con phải bảo bố mẹ cơ. Các con phải bảo bố mẹ đăng ký một cái tài khoản ở trên cái trang Scratch.meet.edu. Đăng nhập vào tài khoản. Lúc bây giờ mới chia sẻ được. Còn chưa đăng nhập vào thì chưa thể chia sẻ được nhé. Thì muốn chia sẻ con là phải tạo tài khoản xong đăng nhập vào cái trang đó. Đăng nhập rồi thì chúng ta tạo ra một cái chương trình mà chúng ta sẽ load, chúng ta sẽ mở chương trình của trong máy tính chúng ta ra đưa trên đó và chúng ta dùng lại share nó sẽ được nhé. Thôi cái vật share này ta làm sao cũng được, không cần. Con chào thầy ạ. Rồi chào con nhé. Chào thầy. Bye thầy ạ. Rồi chúng ta dừng lại ở đây. Bye thầy ạ.